Đây là cô bé Trần Thu Diệu, quê ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Nhưng từ khi 4 tuổi, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà của em. 3 năm điều trị căn bệnh ung thư máu, ban ngày chuyển hóa chất, ban đêm chuyển máu, mẹ là người thường xuyên bên cạnh chăm sóc cho em. Lúc chuyển hóa chất thì mặt mũi cháu nó cứ tái mét hết rồi. Nhìn cái con như thế thì không cầm được mắt. Đau đớn. Thấy con đầu trọng bóng như thế. Diệu là con út trong nhà, giàu con út, khó con út, câu ca quả không sai. Từ nhỏ đã phải xa gia đình để trị bệnh. Năm ngoái, cha mẹ lại ly dị. Tài sản hai vợ chồng chia nhau là những khoản nợ và những đứa con bệnh tật. Diệu theo mẹ về ở nhờ bà ngoại và cậu mợ. Chồng chị nuôi con gái lớn đang học năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam và cậu con trai 17 tuổi mắc bệnh viêm cầu thận. Chị Tấm có món nợ 10 triệu nhưng giờ cũng không ai nỡ đòi. Mấy năm nay, mắt trái của chị thì lực chỉ còn 4 trên 10. Hàng ngày, chị đi làm phụ may, lương tháng 3 triệu. Thuốc men hàng tháng cho Diệu là 1,5 triệu, thuốc mắt của chị là 1 triệu. Vẫn còn dư 500 nghìn để 3 tháng lại đưa Diệu lên Hà Nội khám định kỳ. Hai mẹ con cứ chạy ăn từng bữa, được đến đâu hay đến đó. Cháu hết thuốc cái một tuần này rồi thì người ngậm chân tay cháu là đầu gối chừng là cháu đau hết. Mẹ cháu không có tiền thì là cứ đi ra quán này lấy cái thuốc ở trong quán thì nó lại không hợp với cái thuốc ở trên Hà Nội thì là cháu không đỡ. Cuộc sống hai mẹ con khó khăn, lại thường xuyên đau ốm, Diệu không đến trường đều đặn được như các bạn. Thế nhưng Diệu vẫn rất cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập. 5 năm cắp sách tới trường, em đều hoàn thành tốt các môn học. Bạn Diệu là người tốt bộ ngoại, bạn còn dạy gấp những con hạc, trái tim và cả kim cương nữa. Bình thường vẫn được cô khen ạ. Bạn lúc nào cũng là người dạy em, là người dỗ dành các bạn và giúp các bạn vượt qua khó khăn trong học tập. Em Diệu đó là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng các thầy cô giáo. Và trong học tập thì em học khá tốt môn toán và môn tiếng Việt. Quãng thời gian ở bệnh viện, Diệu được các anh chị sinh viên dạy gấp hạc giấy. Em tin khi gấp đủ 1.000 chú hạc giấy thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Em muốn là mình khỏe và học tốt ạ. Để sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, anh trai và em và các bạn bị bệnh giống em. Những chú hạc giấy đã nâng bước niềm tin, giúp Diệu vượt qua nỗi đau đớn về bệnh tật để có thể bước tới ước mơ. Diệu sẽ cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ trao bổng chắp cánh ước mơ tại trường tiểu học xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Chương trình do VNPT Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía VNPT Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía lãnh đạo xã Tam Đa, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tiêu, Bí thư Đảng ủy xã. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu cô Doãn Thị Bóng, hiệu trưởng nhà trường. Chương trình cũng có sự hiện diện của đông đủ các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường tiểu học xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Nguyễn Thu Diệu. Xin được cảm ơn ông Vũ Quang Trung và hy vọng rằng với suất học bổng này thì sẽ là nguồn động lực để Thu Diệu tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong quá trình học tập. Tới đây thì chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.